cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Macrovet rất vui mừng và vinh dự khi được chào đón, được tiếp đón sự sự hiện diện của đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thú y, Viện Thú y Quốc gia, các trường đại học nông nghiệp, các trung tâm nghiên cứu, đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, các sở nông nghiệp, chi cục thú y các tỉnh, lãnh đạo huyện Phổ Yên cùng các cơ quan thông tấn báo đài. Đầu tiên, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Bùi Hữu Việt, Phó Bộ trưởng Bộ Tổ chức Chính phủ. Xin trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Tiến sĩ Hoàng Văn Năng, Cục trưởng Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Giáo sư Tiến sĩ Đậu Ngọc Hào, Nguyên Phó, Nguyên Cục Phó Cục Thú y, trưởng ban biên tập tạp chí Khoa học Thú y. Trưởng ban tổ giới thiệu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Đình Thân, Nguyên Viện trưởng Viện Thú y Quốc gia, Thường vụ Hội Thú y, Trưởng ban Khoa học Hội Thú y Việt Nam, Chủ tịch Hội Thú y thành phố Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nam, Trưởng khoa Thú y Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Về phía đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, xin trân trọng giới thiệu ông Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Giới thiệu có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Khoa, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, huyện Phổ Yên. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Thanh Tuyết, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phổ Yên. Tới tham dự buổi lễ ngày hôm nay có các đồng chí đại diện cho các sở nông nghiệp, chi cục trưởng, chi cục phó các tỉnh Hà Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hà Nam, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định và các cơ quan ban ngành liên quan cùng với sự có mặt của ban biên tập chương trình thời sự VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Diện tổ nghiên cứu sinh, thạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư Lương Ngọc, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty ông Trần Đức Hạnh. Xin trân trọng giới thiệu ủy viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc công ty ông Đỗ Tất Đạt. Giới thiệu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Giám đốc chi nhánh miền Nam ông Trần Văn Dũng. Xin trân trọng giới thiệu Phó Tổng Giám đốc Công ty Giám đốc Tài chính bà Trần Thị Tuyết. Xin trân trọng giới thiệu Ủy viên Hội đồng Quản trị Phó Giám đốc chi nhánh miền Nam ông Trần Thanh Hiền. Giám đốc, Phó Giám đốc đại diện cho các công ty xuất nhập khẩu, công ty cung ứng, sản xuất trong nước và các cơ quan thông tấn báo đài như chúng tôi đã giới thiệu nêu trên gồm có ban biên tập thực sự VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, Đài Phát thanh Phổ Yên, Báo Văn hóa Doanh nhân, Báo Pháp luật và Đời sống, Báo Thái Nguyên, Hội Doanh nghiệp Phổ Yên và một số cơ quan nằm trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Một lần nữa chúng tôi xin được đồng nhiệt chào đón tất cả quý vị. Và để mở đầu sẽ là một chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng, cũng là một món quà mà Macrovet muốn được gửi tới tất cả quý vị. Để chính người nghệ sĩ này sẽ xuất hiện và gửi tặng tới quý vị và sẽ giới thiệu về ca khúc này. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho một giọng ca ngọt ngào đến từ xứ Huế mộng mơ, phần biểu diễn của nam ca sĩ Quang Linh. Hãy cùng nghe lại bài hát của nhạc sĩ Phạm Thiên Lý với tựa đề Thương Quá Việt Nam. Quý vỗ tay của Quang Linh nữa ạ, vỗ cho một buổi sáng thật là tươi vui ạ. Em thì không hơi hơi em, con chim nó mang đầu hè. Em thấy thì không hơi hơi em, con chim nó trên kèm kè. Hót đi chim, hót đi chim, hó cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hó cho đời nhập nhằn chúng ta.
tiền tiền đi đâu chim chim trong cánh hoa tan phường đổ chim trong đầu chim trong ngầm tim ôi thương quá trái tim Việt Nam. Hót đi đi hót đi chim hót cho mặt trời hồng quê ta hót đi chim hót cho đời dòng chan trôi xa. Xinh xinh như áo lá em ngày nào, hoa nắng hồng chính quê anh. Xinh xinh như má áo em ngày xuân. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng nụ cười quê em. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng ruộng mà xanh quê. Hoa tim người hoa yêu thương, hoa tóc nắng lên trên tiền của, hoa trên trời hoa trên thiên thôn. Ôi thương quá cánh hoa Việt Nam. Nắng lên đi, nắng lên hồng hồng cười quê em. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng ruột mà thành thế. Trăng xa người trên môi hoa, trăng lên đến mắt vui đêm cả. Trăng xa người trên đó không xa, trăng xua bóng tối trong hồn ta. Sáng lên trăng, sáng lên trăng, sáng cho người tìm về bên nhau. Sáng lên trăng, sáng lên trăng, sáng cho bên người nhớ đến đâu. Ca khúc Thương Quá Việt Nam chứa đựng rất nhiều tình yêu, tình cảm và niềm tự hào trong mỗi trái tim người Việt khi nghĩ về tổ quốc, quê hương Việt Nam thân yêu của mình. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Tất Đạt sẽ lên phát biểu và giới thiệu sơ lược về quá trình xây dựng nhà máy GMP. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị khách quý. Trước hết, chúng tôi xin thay mặt công ty cổ phần Phúc Huy Macavet xin vui mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thú y, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo huyện Phổ Yên, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các cơ quan ban ngành liên quan, các đối tác đại diện các khách hàng và các vị khách quý trong thời gian qua đã quan tâm ủng hộ công ty Macavet và hôm nay đến dự lễ khánh thành nhà máy Macavet đạt tiêu chuẩn GMP. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị khách quý, thực hiện chiến lược triển khai ngành chăn nuôi Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển của khu vực và thế giới nhằm đủ sức cạnh tranh trên thị trường, sản phẩm có chất lượng cao và an toàn đáp ứng nhu cầu phát triển ngành chăn nuôi. Đó chính là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thú y cũng như đòi hỏi tất yếu khách quan, sản phẩm và phân phối là hai lĩnh vực gắn bó, tác động qua lại và hỗ trợ nhau. Do vậy, để có thể tồn tại và phát triển vững chắc, chủ động hơn về nguồn hàng phân phối, đủ sức cạnh tranh trong xu thế hội nhập cũng như đáp ứng yêu cầu của ngành, việc đầu tư xây dựng nhà máy mới đạt tiêu chuẩn GMP để tạo nền móng duy trì và phát triển sản xuất của Macavet, thực hiện cam kết với các đối tác, các nhà tiêu dùng đúng như tôn chỉ của Macavet, đoàn kết, sáng tạo, hợp tác phát triển bền vững, hiệu quả sử dụng của bạn là sức mạnh của chúng tôi. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan, công ty cổ phần Phúc Huy Macavet tiến hành đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất tại Thanh Tâm, Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư là 120 tỷ đồng, với quy mô sản xuất dược quy bao gồm thuốc tiêm 100 triệu chai trên năm, thuốc nước uống 150 triệu chai trên năm, thuốc bột 180 triệu gói trên năm, với diện tích đất sử dụng là 21.000 m², diện tích xây dựng là 6.500 m², với mật độ xây dựng 29%, cùng với hệ thống điện, hệ thống khí nén, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống xét và kết cấu trụ được hoàn chỉnh,
an toàn về sử dụng, khai thác và vận hành, đạt chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn CPU, DOE, CFE. Nhân đây chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng HOPS trong suốt quá trình triển khai dự án này. Việc hoàn thành và đưa vào sản xuất nhà máy đạt tiêu chuẩn CPU đã giúp cho công ty HOPS tiếp tục ổn định và phát triển vững chắc, đủ sức cạnh tranh trong thế hội nhập, góp phần hoàn thiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty HOPS dưới sự chỉ đạo và định hướng của Bộ Công nghiệp và Phát triển nông thôn, của công ty Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, nhưng với nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công nhân viên, sự chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, công ty HOPS sẽ đạt kết quả tốt, góp phần phát triển ngành dược thú y, ngành chăn nuôi Việt Nam. Một lần nữa, thay mặt công ty cổ phần thú y HOPS, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và quý vị đại biểu đã đến tham dự và chia vui với lễ khánh thành nhà máy sản xuất công ty HOPS đạt tiêu chuẩn CPU. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Xin trân trọng cảm ơn. Và mang lại hiệu quả kinh tế cho người sử dụng.